Tuần sau em cưới chồng rồi ấy, thì em có thể gặp anh lần cuối cùng được không ạ? What? Gặp nhau đâu? Mình có thể gặp nhau ở chỗ cũ được không ạ? Vâng ạ. Chỗ mà ngày xưa mình thường gặp nhau ấy. Wow. Em có người yêu mới rồi ấy. Em với cả anh ấy sắp cưới nhau. Thì em muốn gặp anh lần cuối được không? Em vừa nói gì ạ? Chào bạn có thể giới thiệu bản thân mình được. Dạ, em tên là chị Ngọc Giang, em 2001, em ở từ xứ Bắc Linh. Em của bạn nhé. Ui sợ quá. Thế Giang đã có người yêu chưa? Em chưa có người yêu. Chưa có người yêu à? Thế muốn có người yêu không? Em có, em đang tìm cái gì. Thế à, thế tí chị gấp đôi cho em. Còn bây giờ là chủ đề chính. Em, chị có một thử thách dành cho em. Em có sẵn sàng tham gia thử thách của chị không? Dạ em có. Sẵn sàng nhá. Thế chị nói thử thách nhá, không được từ chối nhá. Thử thách hôm nay đó chính là em gọi điện cho người yêu cũ và bảo với người yêu cũ rằng là mình chuẩn bị cưới rồi và muốn gặp người ta một lần cuối. Được không? Dạ được. Thế đã có người yêu cũ chưa ta? Em có. Thế gọi điện, định gọi điện cho anh người yêu cũ thứ 1, 2, 3 hay là thứ 10? Số 1 gì? Số 1 luôn. Rồi mối tình đầu luôn á. Căng nhỉ? Gọi điện luôn nhá. Ờ, bắt đầu đi. Để ra ngoài nhá. Gần lên đi. Nghe đi. Thì chết rồi. Chắc là thấy phải... Alo. Ơi. Anh đang làm gì đấy? Anh đang ngồi uống nước với bạn. Anh có rảnh không? Anh rảnh làm gì ấy? Em có chuyện muốn nói với anh ấy. Chuyện gì đấy? Sao anh nghe kiểu nghiêm trọng vậy? Nhờ chuyện này nó cũng nghiêm trọng mà. Anh có đi, anh có tiện nghe điện thoại không? Đi ạ. À? Nói đi. Anh đi ra ngoài đi. Em nói chuyện riêng với anh ấy. À. Được. Rồi anh đi ra ngoài rồi. Em có người yêu mới rồi ấy. Oh. Em với cả anh ấy sắp cưới nhau. Thì em muốn gặp anh lần cuối được không? Em vừa nói gì ạ? Em bảo là em chuẩn bị cưới. Em... Sao đấy? Sao... Em muốn gặp anh được không? Ngay bây giờ hả? Vâng, ngay bây giờ. Chỗ cũ với lại được không anh? Nhưng mà sao em lại làm như thế với anh? Thì em muốn có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà, em muốn gặp anh đó lần cuối cùng. Anh có đồng ý không? Nhưng mà nhưng mà anh có đồng ý không? Mình gặp nhau lần cuối. Được, em ra đây chưa? Anh ra đi, em gần ở đó rồi. Vâng, đến rồi em nhắn tin cho anh nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. Tôi chết rồi. Cái ông người yêu cũ này vẫn bảo là anh vẫn còn yêu em mà. Tôi chết rồi. Toang rồi. Này, tình đầu này là bây giờ em yêu bao nhiêu mối tình rồi đấy? Dạ em 3. 3 mối tình à? Thế cái người đầu này là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Được 25, yêu được 25 thì chia tay được cũng gần 2 năm.
yêu 2 năm, chia tay 2 năm mà bây giờ gọi điện bảo là em sắp cưới rồi và em muốn gặp anh mà ông ấy đồng ý luôn, nhưng mà ông ấy lại bảo là sao em lại làm thế với anh? Anh vẫn còn yêu em mà. Thôi kiểu này là gọi điện là toang rồi. Em ơi bây giờ em gọi điện lại cho người ta đi. Không người ta lại đi luôn ấy, bảo là anh ơi, từ nãy giờ là em chỉ đang trêu anh thôi nên là không có gì đâu nhá. Các anh, em không ngờ là anh đồng ý luôn ý. Là thế. Thôi chết, thôi toang rồi. Alo, anh chuẩn bị đi chưa? Ủa? Anh đang lấy xe rồi. Nhưng mà từ lấy rồi em chỉ treo anh thôi. Có phải vừa chiều em quán em hư đúng không? Nó ở cái tập chất. Em chỉ treo anh thôi, mình tin nhá. Em còn không nghĩ là anh còn tình cảm với em đâu. Đây là chỉ là thử thách mà do chương trình đề ra cho em để em gọi cho anh á. Em xin lỗi nhá. Thế bình thường thì em có nghĩ là người yêu cô này còn tình cảm với em không? Có liên lạc lại không? Em nghĩ là còn. Tại vì anh ấy cũng thỉnh thoảng vẫn quan tâm em, hỏi thăm em cũng nhiều ấy. Em nghĩ là còn tình cảm nhiều. Nhưng mà do... chắc là do cái gì đấy nên là hai đứa chưa quay lại với nhau thôi. Do cái gì đấy hai đứa chưa quay lại với nhau thôi. Nhưng mà em vẫn đang muốn ghép đôi. Thế lại như nào? Hiểu kiểu gì? Là mày còn tình cảm hay không? Em? Tôi chết rồi, ôi giời ơi. Thì sau khi mà bạn nói như thế thì em thấy như nào? Em cảm thấy như nào? Em cảm thấy mình có chút gì đấy vẫn rung động ấy gì. Rung động à? Thế có lỗi không khi mà chôn bạn ý? Rất là có lỗi, nếu mà anh có xem video này thì em xin lỗi nhá. Thôi, thôi 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 thôi. Thật ra chỉ là em chỉ quay video thử thách thôi, đúng không? Thử thách thôi. Cảm ơn em nhá. Thank you. Gió ơi xin đừng lấy em đi. Hãy mang em về trời xuân đi. Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh, ngày nào còn trò chuyện với anh. Em nói em thương anh mà, nói em yêu anh mà, cớ sao ta lại hóa chia xa. Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng, nàng dịu dàng tựa đèn phố vinh, đẹp dạng người chẳng cần cố sinh. Lâu lắm rồi mới gặp Hiền nhỉ. Hiền có thể giới thiệu lại bản thân để cho khán giả biết được không? Hiền tên là gì? Hiền tên là gì ạ? Chị hỏi hay quá. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Phạm Thị Hiền nha. Năm nay 18 tuổi và đang là sinh viên năm nhất của Đại học Nội vụ. Thế sau cái vụ hôm trước mà Vi Hoàng ghép đôi cho thì tình yêu tình báo như nào rồi? Chán lắm chị ạ. Thất bại rồi. Sao lại thất bại? Chứ trong tình cảm mặn nồng lắm cơ mà, sao lại thất bại rồi là như nào? Nhìn trên ảnh vậy thôi. Toang rồi à? Toang chị ạ. Toang rồi. Ôi giời ơi. Thôi nhưng mà không sao nhá, hôm nay thì chị có một thử thách dành cho Hiền. Hiền có hào hứng muốn tham gia không? Em rất là tò mò luôn ấy. Thử thách nó hơi nhạy cảm tí. Chị có thể bật mí cho em biết được không? Được luôn. Thử thách hôm nay dành cho Hiền đó chính là gọi điện cho người yêu cũ và bảo với người yêu cũ là mình sắp kết hôn, muốn gặp người yêu cũ lần cuối cùng trước khi kết hôn. Sẽ làm thế với người ta. Ok rồi. Ok chị ơi, chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Bố tay. Thế thì gọi điện cho người yêu cũ nào? Em suy nghĩ đó. Nhiều quá không biết được đúng không? Hình như là cũng có một người đấy ạ. Một người à? Thế gọi điện luôn nhá. Chơi luôn nhá. Ok, ok chị. Để loa ngoài lên nhá. Alo ạ? Ai đấy? Anh Hoàng phải không ạ? Anh đây, nhưng mà ai đấy? Em là Hiền đấy. Anh nhớ em không? Anh nghe giọng quen, nhưng mà anh chưa nhận ra. Thế còn anh có chuyện gì đấy? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, không biết là anh có rảnh không ạ? Anh thì đang
nhưng mà chuyện này quan trọng lắm. Em nói nhá. Vâng. Em nói nhá. Tuần sau em cưới chồng rồi ấy, thì em có thể gặp anh lần cuối cùng được không ạ? Gặp anh á? Vâng ạ. Được không ạ? Được ạ. Anh bảo này, em sắp lấy chồng và anh đang có một quan hệ mới, thì em thấy cái việc đấy liệu có ổn không? Mày được vãi em ơi. Anh chỉ cần trả lời là có hoặc không ạ. Em chỉ... Vâng đúng rồi, chuyện này rất là quan trọng, gặp mày nói được ạ. Được rồi. Bao giờ em gặp nhau ở đâu? Mình có thể gặp nhau ở chỗ cũ được không ạ? Chỗ cũ á? Vâng ạ. Chỗ mà ngày xưa mình thường gặp nhau ấy. Wow. Anh... Chắc là anh biết chỗ là chỗ nào rồi. Oh. Vâng, thế thì chúng ta hẹn nhau ở đấy nhá. Ok nhá. Bye bye anh. Ôi trời ơi. Ôi, mình còn cứ tưởng là người ta sẽ không trả lời, là không đồng ý, bởi vì là thấy nói là bạn này là cũng có người mới, mà anh ấy cũng là có người mới rồi, nhưng mà vẫn gặp. Có khi chết rồi, vẫn còn tình cảm với nhau đấy. Phải không? Em cũng không biết nữa, lúc đầu em nghĩ là anh không nghe cơ. Không nghe à? Vì sao? Ngày trước là quá khứ có vấn đề gì sao mà không nghe? Bọn em cũng có một cái xích mích khá là lớn. À, thế em hỏi thật là còn yêu không? Chắc là... nghĩ là không. Không, trêu tôi đúng không? Ok, bây giờ gọi điện lại cho người ta đi. Nói với người ta là đây chỉ là thử thách thôi nhá. Alo? À, alo, em đây. Alo? Em muốn nói là cái... Anh đang đi chưa? Anh đang đi chưa ạ? Anh đang đi rồi. Nhưng mà em bảo này, thực ra nãy em gọi điện chỉ là trêu anh thôi. Tại vì em đang làm một cái thử thách ở trên phố đi bộ ấy ạ. Vãi cả đài. Em xin lỗi anh nhá. Anh đừng buồn nhá, anh đừng để tâm nhá. Em coi anh là trò đùa của em ạ. Thực ra là em chỉ làm một cái thử thách thôi mà, anh đừng nghĩ ngợi gì nhá. Em chỉ nói như vậy mà không ngờ anh lại đến ấy. Vâng thế thì vâng ạ. Nào, sau khi nghe thấy người yêu cũ nói thế thì em cảm thấy như nào? Em nghĩ là anh ấy vẫn còn tình cảm với em ấy thì... Còn tình cảm á? Còn tình cảm, nhưng mà chị thấy kể là có người yêu mới rồi. Nhớ đâu yêu hai người một lúc thì đâu. Vãi đài chứ. Thế à? Thế sau cái đợt cãi nhau đấy thì có liên hệ lại với nhau, có liên lạc với nhau? Chưa, từng ạ. Đây là lần đầu tiên sau cái lần đấy. Thế rồi, có khi là người ta vẫn còn tình cảm. Sau là lại kiểu một cú lừa ấy. Thì em cũng có đôi lời gửi đến người yêu của anh Hoàng hiện tại. Là nếu như mà chị có xem được cái chương trình này mà em có gọi cho anh ấy thì chị cũng đừng hiểu gì bọn em nhá. Em chỉ đùa thôi. Thế lại chúc anh chị thật là hạnh phúc. Tôi thề với các bạn luôn ấy, là lần đầu tiên là tôi thấy kiểu, nếu là tâm trạng của tôi nhá, người yêu cũ mà đi chúc là người yêu cũ đấy của mình với cả người mới hạnh phúc thì hoàn toàn là xả xúi nhá. Không bao giờ đâu, không bao giờ có chuyện là chúc mừng hạnh phúc anh chị đâu. Quá chuẩn luôn. Ok, cảm ơn em vì đã tham gia cái thử thách này. Và chị thấy công nhận có khi là ông ấy vẫn còn tình cảm đấy. Ừ. Này, thế bây giờ nhá, đợt trước là Toang rồi, lần sau có muốn ghép đôi được không? Có ạ. Chị ghép cho. Ok, chị ghép nhá. Ờ, có khi là... phải có người yêu nhá. Phải tin tưởng vào chị. Ok, cảm ơn em. Bye.